Xin chào tất cả các bạn đến với chuyên mục tố cáo kênh Cần Phốt của kênh YouTube Authority Kia. Và ngày hôm nay theo yêu cầu của bạn Authority nói mình là cần phải tố cáo kênh của U97. Và sau đây mình sẽ tố cáo lên và video này sẽ được đăng vào lúc 15 giờ ngày mai. Mọi người hãy đón chờ nha. Lên tố cáo à, báo cáo người dùng. Giờ mình sẽ tố cáo video này. Mà trước khi mình tố cáo thì mình chúc nha. Đây, chuyên đi chửi Aidan Kelly Úc Việt hả? Ok, tôi lên tôi tố cáo luôn. Rồi, rồi báo cáo người dùng. Báo cáo người dùng. Quay ra bên nào qua mà xóa bà bên ngoài luôn. Được kìa, gây luôn. Yêu cầu sao? Ok, tôi đã tố cáo xong kênh Yêu Chắc 97 rồi. Rồi, mình sẽ nhắc lại nha. Video này sẽ được video tố cáo kênh Yêu Chắc 97 sẽ được đăng vào lúc 15 giờ ngày mai, ngày 29 tháng 4 năm 2024. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi nha. Những ai muốn đều quét tôi cần tố cáo kênh gì thì mọi người cần đi quét cho tôi tại những kênh của bạn mà đang có và gửi và tôi sẽ share và tôi sẽ share lên rồi tôi sẽ làm nha. Nếu mọi người thấy video này hay thì các bạn cho mình một like, một share và một subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều video tố cáo trên kênh YouTube Authority Kia nhé. Còn bây giờ chuyên mục tố cáo kênh Cần Phốt của kênh YouTube Authority Kia đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.